Lan Vy xin phép chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lan Vy quay trở lại, nhưng Lan Vy còn thấy anh Đậu. Bây giờ xin mời các bạn hãy theo dõi xem coi anh Đậu sao còn ở nơi này. Em à, phải đánh người đi. Sáng rồi. Sáng có ăn gì chưa? Thì ăn đồ bãi như tao ăn cái gì? À, có nước nè chú uống không? Có sữa nè chú uống không? Ờ. Chút nè. Chú có bao nhiêu đó, nóng rồi. Nóng rồi. Đi. Ăn chờ có nhiều đó trời ơi, cô nói kịp thời quá vậy. Khát nước nè, khát nước. Khát nước hả? Ừ. Anh uống sữa không? Sữa chứ, sữa ăn xíu rồi ăn sáng chứ. Nè sữa nè anh Đậu. Trời ơi. Sữa xíu rồi ăn sáng chứ trời. Đây cereal có nè. Có không? Trời. Ngủ một giấc thiệt dở. Thấy cái em. Bữa nay anh Đậu mặc áo cam đẹp quá ha. Trời ơi, mấy thay đổi đó. Bây giờ mày đâu vậy? Mày ngủ lên đi, chị 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 bữa nay chưa dọn ha anh Đạo? Hả? Chưa dọn hả? Không, không, nghĩa là thứ hai, weekend. Cho anh chơi hai bữa weekend nữa. Ồ. Yeah. Cho hai chơi hai bữa thứ bảy chủ nhật là ok thứ hai. Thứ hai là nó tới rồi nó đẩy coi như là sạch trơn hết á. Vậy hả? Mà hỏi mình cần cái gì thì ok, mình bỏ trong chiếc shopping kho của mình chuẩn bị sẵn thứ hai là ok. Cần hai cái mền, bỏ hai cái mền lên xe chỉ sẵn là nó tới rồi nó xúc hết đổ vô xe rác luôn á. Dạ. Là coi như là mình đi chỉ có hai cái mền mà. Ở trong đó luôn. Sao? Mấy người ở trong đó. Ở trong nào? Đó. Đi. Ở đây hả? Chỉ có ở Bắc Kinh thôi. À, đó hả? Không cho ở Bắc Kinh nữa. Tại vì Bắc Kinh nó mở cửa là game nó chơi ở đây thì mình không có ở đây được. Xe nó vô nó đậu là ẹt hết trong ngày. Thành ra là nó cho biết trước đó là ok. Anh Đậu dọn gần gần ngoài này dễ lấy đồ ăn anh Đậu à. Thì vô một thì vô trong kia. Vậy hả? Vô trong kia, hai là xuống dưới này thôi. Chỉ có hai chỗ thôi, hai chỗ là coi như là để coi lại hai chỗ nào mình thích. Dạ. Chứ còn mà vòng vòng ở đây cũng đâu có được ha anh Đạo? Ừ, không. Vòng ở đây là ok, cái thứ nhất là nó cho biết là không được ở đây. Dạ. À, mày phải mua trong vòng bao nhiêu ngày. Đó, mà nó cho biết. Mà nó cho 7 ngày, mà 7 ngày mà không mua là nó xuống chứ nữa. Là chỉ có đẩy được chiếc xe đạp đi hoặc là... mặc bộ đồ đi thôi, còn như là bỏ hết, dục hết. Là hốt đi dục hết. À, hả? Thì chiếc xe nó chạy sẵn tới đó luôn mà. Dạ. Đó, chiếc xe bự nó chạy thẳng ngay tới chỗ đó luôn. Dạ. Là coi như là nó cho biết trước đó là ok, mà mình không dọn là ok, đó là đồ của mình mất hết. Dạ. Nóng khe nó đã cho mình biết trước rồi. Đúng. Thì đương nhiên nó đã cho Đậu biết trước là một tuần á, nhưng mà không biết là thứ, đáng lẽ thứ sáu đây là một tuần đúng rồi, nhưng mà thứ bảy chủ nhật nó không kê phải không? Thứ bảy chủ nhật cho chơi luôn là ok, cả láng là ok, là thứ hai là bắt đầu ghét vết đi là đi á. Dạ. Nhưng mà đỡ cái bữa nay Đậu khỏe lại rồi ha. Ừ, phải. Chứ như hôm trước là hơi mệt à. Đương nhiên phải ngủ đầy đủ, ngủ là coi như là... À, cái trò đồ mất rồi, mới bữa hôm qua. Ừ. Đâu? Ok. Ôi trời, ai uống chai hay nó si bự quá vậy? Anh nấu gì vậy anh Đậu? Hả? Anh nấu gì vậy? Súp á. Không súp hả? Hai ngày rồi, cách đây hai ngày rồi bỏ đi. Giờ không tìm thấy nữa. Cái gì? Dùng cái tô xin lỗi. Ờ. Vâng. Cái tô này tô bữa qua cộng làm nữa ăn xíu đô á cô. Dạ. Ờ, xíu đô là ăn cái tô rồi là hết sảy. Cái ru của nó là cái tô. Cái ru nó là phải tô. À.
Chứ không phải cái tô là ăn không ngon. Tôi ăn xíu rô bưởng ve. Bưởng ve làm ba gói xíu rô buồn quá lạ. Bữa nay anh Đậu mặc áo nổi quá. Trời ơi, nay kỳ chứ bộ đâu phải tâm. Thấy hiệu nay kỳ không? Bộ nay kỳ trưởng không? Coi như áo hiệu đó, người ta gọi là áo hiệu đó. Nay kỳ là nó là the best rồi. Hả? Ủa? Rồi chừng đổ cái lon sữa cái rồi xong. Không đổ đâu. Hai tô hả? Oh yeah. Hai gói đủ rồi. Bên nào? Bên đó đó. Thôi thôi, để cho anh đi. Để anh đi, người phần được rồi cô. Nhiều như thế chứ. Lấy một người một phần đủ rồi. Ừ? Anh lấy đi, lát em ra em lấy nữa cho. Kê, nếu mà có sữa xíu đồ là ồ, đây là thầu dữ lắm. Đây là ăn một ngày ba lần không ngán luôn. Dạ. Đổi giọng á. Mới ngủ ra trẻ với xe lại. Sáng ngủ dậy hết. Trả chưa? Trả rồi. Dạ, kia cặp bánh trắng lắm. Đâu rồi? Luôn rồi, dựng ngay cửa này luôn. Bây giờ mới đi mà hôm mới ngủ một giấc sáng này dậy mất nữa. Mất nữa rồi. Muốn qua lấy chiếc ghe con gì bác kè nữa. Đâu biết chứ. Vậy là nằm nhắm mắt thôi chứ để. Chỉ có 5 phút thôi vậy là chiếc xe con gì bác kè mất. Đùa gớm. Cái này ngâm chào mềm hả Đậu? Ừ, ngon chút xíu. Một ngày xa quê hương là một ngày coi như là bạn đã nhảy Hương Lan hát hay á. Ồ vậy là bạn đó hả? Bạn có cái cụ Hương Lan là hát nhưng mà bôi rô là hay nhất. Để tử coi di cánh luôn. Đổ đường gốc, đổ đường gốc nhanh chân rồi nhé. Luật sư đổ đường gốc. Luật sư rong ra rồi. Hả? Luật sư rong ra rồi. Anh thấy tối rồi, tối đang ngồi trong tổ chủ á, vô đổ đèn. Anh Đức anh làm gì anh Đức? Ngồi ra anh làm gì á? Không nào gì hết nữa. Sữa hả? Anh sữa được không? Cô thử sữa được không? Sữa được không? Được không? Cái này tụi kỹ sư chế gì đây? Chuyện tình yêu gian dã mang nỗi buồn thương tìm đến thì mong vùi trong túi xuân thầy kìa sao đi cô buồn bà không nói nên lời túi tìm nàng cách chân trời góc biên mong một ngày gặp lại người xưa đi cô hãy giúp tôi dù để nói nên lời chúng ta thương nhau
đậu bị gia hạn mấy ngày đó ha. Ở đây mấy ngày, vui mấy ngày hả anh đậu? Biết đó. Mình ở nơi nào mình biết cái chỗ đó như thế nào chứ. Dạ. Yeah. Rồi lúc đậu nói cho anh chỗ cái đậu không cho nó làm chứ. Khi nó đưa bịch đây là ok, nó đưa bịch ngay là nó bung rồi. Đó. Chỗ đỡ mà mình bắt người ta làm rồi thấy cũng kỳ lắm cô biết không? Không sao, đồ đây đâu có gì đâu. Đồ ăn đồ uống thì ấy, chứ còn đồ đây đồ dơ bỏ vô bịch đeo bao tay đậu ngồi chỗ luôn, kiều bỏ vô bịch hết trực trơn đâu có gì đâu. Còn chú Hùng định dọn ở chỗ nào không? Chưa hả? Đuổi đi. Đuổi đi chứ. Đuổi đi. Đậu cái muỗng hả? Ờ. Hai ba cái muỗng bữa qua bỏ đi. Hôm nay nó tới đi chứ lần dậy sớm rồi. Dạ. Dậy lúc mấy giờ sáng rồi, sớm rồi. Vậy đó hả, anh chuẩn bị đi rồi. Chuẩn bị nắm hai cái mền thôi đủ rồi. Sẵn chiếc xe có sẵn rồi, tự hai mền bỏ lên là đẩy đi, còn nhiêu là ok thì cho hết á, dùng hết. Dạ. Bây giờ ơi hưởng giờ hưởng giờ. Bụng gì cũng thấy ngon ha anh Đạo. Bản nhạc bôi lô mà không biết cái tên gì. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ á. Bạn ấy Trành mới nãy hát hồi nãy nè. Đó, bạn đó. Bạn dạ. Nó hay ha anh Đậu còn nhớ không? Thì đó giờ cũng tìm nó trong xe phone có trong đó. Dạ. Nói về nhạc là ok tìm mà bôi lô của Hương Lan á. Nhưng mà cái miếng lưu của mình như thế nào? Nhưng mà sự gặp. Đó. Mỗi một ngày đậu dợt một bản là coi như dợt qua một bản là thuộc lòng trong một ngày đó. Đúng 7 ngày là dợt lại hết 7 bản thử coi có thuộc đúng hết không? Y chang, thuộc hết luôn. 7 ngày trong vòng 7 ngày thuộc 7 bản nhạc. Đó. Anh Đậu có thiếu ca hát nha. Không.
có cái gì đấy đó cô, để thôi mình cái gì cũng vậy, đâu phải mới ra hát mà hát hay gì đâu, mình cũng phải tập dượt một thời gian cô rồi. Đó, thầy tự đóng phim đó thì con nhỏ nó đóng cái phim mà Titanic á là ok, còn nó con rối đóng cái vai của cái bà già là đóng cái vai trẻ đó, cái con nhỏ nó tập tới 6 tháng trời đó cô, 6 tháng mới xong cái vợt vợt đi vợt lại, tập 6 tháng đúng 6 tháng là ra cái cuốn phim đó đó. Cái con sáng giờ đâu ăn gì đó? Không có ăn gì hả? Đi chú vô chú ăn đi rồi con hết tóc cho chú. Chú cầm được không? Chú đưa con cầm cho. Từ từ đó. Đây. Chú đưa con cầm cho. Mệt rồi. Mệt hả? Mệt rồi. Dạ. Mệt. Thôi cho đi qua. Chú dọn đi đâu? Chú có đâu rượu đâu? Chú đó rượu đó. Vậy hả? Chỉ có Bắc Kinh này thôi. Dạ. Chỉ có ở Bắc Kinh này thôi cô. Còn ở trong đó rồi chẳng có rượu đâu. Dạ. Thì nắng lên anh che gì hả anh Đạo? Ở che một ít thôi đủ rồi. Che một ít gì đủ rồi. Coi như là một nửa nắng, một nửa mát vậy. Đó. Đang xe dữ rồi. Nhưng mà nó đỡ lắm cô. Áp lên. Thôi để em gửi anh chút mà em về nha. Ok rồi. Dạ. Ok. Con gửi chú Hùng chút xíu rồi con về ha. À, rồi. Qua lòng người thay đổi bạc đen nhắn tin nhiều. Một mình chiều nay trên phố nhỏ ngắm lá bay. Ngắm chân đầu đây bên cà phê đắng. Lúc đầu thật đêm nghe ôi quá chia tay. Để lòng buồn sơ sát mong tháng nghe rồi lãng quên. Thôi để em gửi em Thành chút và em về. Thôi chị nhỏ. Thôi thế là vừa cho vừa khóc. Đây đây. Cho ít mà đâu khóc đâu. Nó giỡn chứ. Con nó giỡn đi chưa? Cảnh này mới mốt hết thấy rồi. Ok. Tiền nhớ bữa nay thấy em vui ha. Vui không? Vui.
vui chứ. Tin mới không? Có tin mới không? Có tin mới hả? Trời đất xây không có trời. Đất xây mới.